trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy là một vùng đất duyên hải trù phú, nổi tiếng với nhiều loại hải sản tươi ngon. Nơi đây cũng có một sản vật đặc biệt mà bạn không thể bỏ qua nếu ghé thăm thị trấn xinh đẹp này. Is that the thing you've been hiding from me? Oh, now you know about it. Yeah, this is my little secret. This is my special gift for you. You have it. But I'm like, is it not clay? Well, I knew that you would say that it's clay, but it's actually not. Now watch this. You eat that? Yeah, it is edible. You wanna try a piece? Not really. Like, I first need to know what this is. Okay, you will. You see that? Yes. That's the one I gave you. Really? Cassie Day. Đây là mắm tép, nó giống như là mắm tôm mà mình ăn với bún đậu. Tại sao phải phơi? Phơi cho được mùi thơm của nắng. Không khó để tìm ra những gia đình làm mắm tép vì chỉ cần đi đến đầu ngõ, mùi vị đặc trưng của biển cả mặn mòi đã bao trùm khắp không gian. Mắm tôm thì không còn xa lạ gì với tôi nữa, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi được múc một thứ mắm tôm mà nó rất là nguyên chất như thế này, và đặc biệt là cái mùi của nó thì không lẫn vào đâu được. Bây giờ cháu múc ở đây, cháu đổ ra đây, cháu làm mẫu cho cháu nha. Cháu múc nhẹ tay vô nha. Đấy. Well, not many foreigners I know like this kind of extinct smell. Do you like it? I see you quite comfortable with that. I'm getting used to it. It's a really distinct smell. You like the shrimp paste, right? I love it. Really enjoy eating it with chaka, bún đô. Tí nữa cô làm cho cháu ăn thử nhé. Ăn thích lắm. Cháu. Cháu. Cháu thích lắm. Đây giờ cháu lấy banh là này nhé. Vâng. Cháu là hết tất cả từng lên. Là xong rồi bắt đầu cháu lấy này. Cháu gà. Sạch sẽ. Để xây chắc nữa đấy. Thôi, bên này làm vậy thôi. Muối để làm mắm phải được tách từ 2 đến 3 năm trước cho chảy hết nước chát thì mắm mới thơm ngon và không bị nặng mùi. Tuy nhiên, nắng mới là thứ quan trọng nhất để làm nên hương vị đặc biệt của mắm tép Diêm Điền. Such skilled construction workers. It's like a dream team. We should build a house. I think so. Look, we got a brick shaped. Exactly. Người ta thường nghĩ mắm tép chỉ là một món ăn phụ, nhưng với người dân ở đây, nó lại là một món ăn chính trong bữa cơm thường nhật. Cũng sắp đến giờ cơm trưa, có lẽ nhờ chúng tôi mang cơm trưa cho bác trai trên đồng muối. Sao đồng nằm muối? Thông thường là bữa cơm ăn nó chỉ đơn giản thế này thôi, nhưng là bao nhiêu năm nay không bao giờ quên được cái mắm tép của địa phương. Tôi cứ nghĩ ăn cơm mắm tép trên đồng muối thì sẽ khó nuốt vì vị mặn của nó, nhưng không ngờ bữa cơm đồng lại ngọt bùi đến vậy.